Ah, pues no, pues. ¿Qué dentro? Me encuentro yo. A ver. ¿Dónde es de acá? No, sin da una. Mày không có tao với chị Hương mà chị không xuống nhòm rồi đấy gì ạ? Nhòm gì? À đứng kia kìa. Đứng nữa? À đứng chấm bàn tay ngoài kìa. Cái thằng Mento đi qua may cũng gần hết giờ rồi. Mà chưa đi đến nơi là hết giờ. Mento thì nó không mấy với thằng Sưởng. Sưởng nó đứng ngay kia nó nhìn ra đây mà. À, đưa đứng giá. Ừ, nên cho cho nhà cắt này nó nhìn ra chỗ. Không sao con gái, chắc chẳng sao đâu. Nó được vấn đề mà thế. Được gì đấy, lôi cái đầu bên này sao mà được gì? Cái tay mày rất dính nhá. Vạch nháy rồi mơ mới nói. Nối nhiều quá nó khó. Chứ không phải bảo là thôi chỗ kia chỗ này bị ấy rồi. Cuối cùng bà hết vẫn thôi ở cái chỗ cắt hết. Mà sắp hết pin rồi đấy. Cái điều quan trọng nhất bây giờ không có ngồi phút nào để diễn tả được. Tớ công ty sắm em phục sạc dự phòng đây nữa được. Nó lấy mày iPad mà quay. Mới
cháu đi tôi hết pin rồi. Tưởng mà đứt nữa thì không có cho đi luôn đấy. Đứt đứt rồi. Mệt thật đấy, mệt hơn mấy cái bình thường kia. Nối nó nhiều ấy. Đấy, đấy, làm gì có nữa kìa chị Hương nhỉ. Tính ra một cái đường không tiền hết. Cái đấy là đứt 10 thì cũng 50 thôi. Âm 12 đi. Nói chung là nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Xong rồi đấy, đấy, đấy. Chốt rồi, sập rồi, ảo ấy. Cứ nó lên, nó lên.